Video chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều. Trời ơi, biết bao nhiêu comment là cho đủ. Mấy bạn khen video của mình hay, mấy bạn nhấn like cho video của mình nè. Trời ơi, mừng thiệt luôn á các bạn ơi. Ôi, hôm nay là một ngày mới nữa. Mình phải đi chặt cây mấy bạn, mình phải xây một cái ngôi nhà mới cho cái tầng của mình. Ôi, không biết ngày hôm nay mẹ của chị Panda đang làm cái gì ta. Cái gì vậy? Sao đi ra mèo? Thì nhà tôi giờ tôi đổi đời rồi, tôi không bao giờ muốn chơi người nghèo nữa. Thôi, mấy bạn nghe cái gì không? Mèo nói mình là người nghèo kìa. Mèo nói gì chứ, mèo nói giỡn với tôi hả? Bây giờ em chỉ là người có ăn, có học, có tiền, có học, có ăn, có học, có tiền, có cổ, có giỡn với tôi hả? Dân lấy đầu đánh mình kìa mấy bạn ơi, có thường dân. Còn như là người sang trọng đánh nè. Nè, bây giờ chị Panda, chị dám đánh em luôn hả? Trời ơi, ăn giả vô nè. Đâu? Mà tôi nói nè, hai người làm gì nói có nhiều kim cương, có chiếc xe gì, có để công viên khủng long trên đây nhìn đẹp quá vậy? Tôi với chị Panda là một nhà khảo cổ học và những nhà khảo cổ học tuyệt vời trong cái ngôi làng này. Thấy gì chưa? Thấy. Hồi sáng này tôi định ra sửa cái sân của tôi, định làm cái sân đánh golf cho tôi với chị Panda. Mà ai ngờ nó vừa mới đào xuống 3 tấc đất thôi là thấy liền hồ sơ khủng long quá thật. Trời ơi, tôi chị Panda đem bán quá trời tiền luôn, thấy mấy cái trứng không, mấy cái trứng quá thật đâu, mấy cái thiệt thật đâu. Thì ra mèo với chị Panda tìm được xương khủng long nên bán được quá trời tiền luôn. Dĩ nhiên rồi. Trời ơi, tưởng gì nè, trả tiền cho mèo nè. Trả đây. Ba cái đồng kim cương dơ bẩn. Tại vì á, tay dính đất nè, đào kim cương nè, đào gì đào xương khủng long lên tay dính đất nè, nên cầm lên kim cương. Kim cương này bị dơ bẩn rồi. Tôi với chị Panda sắp thành người nổi tiếng rồi. Người ta bên làng nói là sẽ kêu nhà báo qua đây phỏng vấn tôi chị Panda, tại vì là những người đầu tiên tìm được quá thạch khủng long đó. Lúc đó đừng có qua mà hả? Trời ơi, kìa coi kìa. Cần có biết mọi một khúc nhỏ vậy thôi là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền chưa? Đừng có giỡn nha. Trời luôn. Vậy đi vậy đi. Người này nói là có bao nhiêu tiền luôn nghe, ngầu ghê luôn á. Ỷ mới tìm được có miếng xương khủng long mà chẳng ghê. Mẹo chị Panda, tôi nói nè, tại tôi chẳng qua là tôi chưa thích giàu thôi, chứ tôi thích giàu thì tôi giàu chả được. Trời ơi. Trời ơi, chị kêu chị Panda chưa thích giàu chứ có giàu được đâu mà giàu. Trời ơi. Còn xương nhỏ vậy còn không có. Nói cho nghe nè, mẹo chị Panda có biết rằng á, tôi biết một hòn đảo nơi mà những khủng long vẫn còn sinh sống. Hòn đảo có một cái núi lửa to khổng lồ giúp bảo vệ mấy loài khủng long ở đó đó mèo. Ở đó có một con khủng long bạo chúa siêu mạnh. Đó, mày thấy sao? Wow, ông biết cả hòn đảo khủng long ta còn sống luôn hả? Ừ, mẹ nghĩ coi tôi mà có hòn đảo khủng long đang còn sống thì tôi giàu hơn mẹ chị Panda. Mà tới đó được bắt mấy con khủng long đem về bán nhiều tiền lắm. Đúng rồi, tôi nghe nói là tôi không dám mèo tới nữa, tôi giận này. Về, giật cây. Cho cái khúc xương nè hôn. Không thèm, cái giá không thèm. Tôi chị Panda chỉ muốn đến đó đi tham quan mấy con khủng long đáng yêu con. Tham quan, thèm. Cả tiền mua vé nè bạn, đây đây tiền đây. Rồi nói vậy chứ tôi đẩy cái rèo xuống rồi nè, mèo nói gì? Cả tiền định đi tham quan công viên khủng long của bạn thôi. Trả tiền hả? Rồi được rồi, được rồi. Thấy mẹo chị Panda có thành ý á, mấy bạn thấy sao? Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mẹo chị Panda cùng mình đi tới công viên khủng long. À nhầm, không phải công viên khủng long các bạn, mà là hòn đảo khủng long siêu xịn luôn. Ôi. Ê, nếu mà ở đó không có con khủng long nào thì hoàn tiền rồi cho tôi 200% nha bạn. Nếu mà ở đó mà không có khủng long nào, tôi bán cái nhà này cho mèo luôn. Có gì bán cái này mà lấy không thì có. Tôi lấy tiền cắm đốt này cho. Tôi còn không thèm nữa, năn nỉ tôi lấy cho tôi tiền cũng thèm nữa. Tại nhà tôi đẹp vậy, bạn nào thích cái nhà của mình không? Nếu bạn nào thích cái nhà của mình comment phía dưới cho mình biết nha, mình thả like cho mọi người. Còn mèo nói mèo không thích cái nhà của tôi là xạo xạo xạo. Không dẫn. Không dẫn đi lại chỗ công viên khủng long luôn. Hay là hoàng đảo khủng long luôn. Tôi trả tiền rồi mà. Giờ mẹ sẽ nhục tôi à, giờ tôi buồn rồi. Giờ trả tiền tôi là tiền này coi như là tiền đền nè. Cái này là không có, là tính bình thường. Vậy vậy. Không có. Gì? Rồi mẹ coi thường mình nữa các bạn ơi, đòi đi theo tôi. Tèo lên, tèo lên. Vậy công viên kìa, đảo trên nóc nhà hả? Đi đảo trên nóc nhà đó nè, trèo lên, trèo lên, trèo lên, trèo lên đi rồi biết. Lên đây coi có cái hòn đảo nào trên này không nha. Rồi trèo lên. Thấy cái gì không? Thấy cái gì không? Nhà tôi giàu tới mức mà tôi có trực thăng. Ê, trèo xuống. Giàu dạ, ở bụng, ối cái gì vậy? Té ra khỏi trực thăng của tôi. Ê, cái nóc nhà cưng trợt quá, leo lên, leo xuống té hoài. Trời ơi, cái nóc nhà trợt vậy để phòng chống ăn trộm, ăn cắp thăng của em. Hèn gì bữa cưng té bị lội vỏ, cưng nhớ không? Giỡn mặt ghê, chạy đâu vô đây, chị nói gì? Giỡn mặt. Tôi cầm nóc nhà tôi đập luôn nè. Ông té xuống luôn rồi nè. Nói nhiều rồi chứ. Rồi, để tôi trèo lại trên đó cái. Rồi, lên. Không leo lên được hả? Đánh nhau
Trời ơi, quánh cho tầy máy bay của em mà chị Panda. Thì nó cưng quýt nha. Chị Đền, chị Đền. Thôi mất rồi, không có chuyện đó đâu. Thôi đi lẹ đi, họ dậy mua cho cái máy bay mới. Ok luôn, đi lên Hòn Đảo Khủng Long là mèo sẽ có tiền, mà mèo có tiền là mèo mua cho tôi máy bay mới, không nói nhiều nữa. Lên máy bay nè. Lên chị Panda. Lên chị Panda, ngồi vô đi. Đó, rẻ tiền thì mất mua hồi nào cũng được. Tại giác đó, mày có tôi rẻ tiền hoài mà. Con khủng long về là mình mua cái chung cái máy bay. Không, chị khúc xương mình là đủ mua rồi. Lên nè. Được giờ. Đi thôi nào. Ôi cái hướng nào ta. Ủa máy bay âm thanh vậy hả? Ủa sao cái máy bay này nó bay cái nó giỡn quá ta. Ừ. Cái gì mà nghe giỡn? Em giống muốn rã đồ món rồi ơi. Nghe nó rung dữ hả? Trời ơi cái máy bay này nó hơi nín nước thôi. Tại chị Panda với mèo đánh đó nè. Chúng ta băng qua con biển này nữa là thêm 10 cái biển gì nữa là tới rồi. Gì băng gì dữ vậy? Trời ơi vượt qua mấy cái hòn đảo này mới tới được cái đảo Khủng Long chị Panda. Ôi chiếc máy bay của mình nó tông xuống nó làm một cái lỗ nó rớt xuống thẳng xuống đây luôn nè mọi người. Đây là đâu vậy ta? Sao không nói mình ra đảo mà? Tụi nó giỡn với mèo thôi, cái này không phải là đảo, cái này chính là nơi tầng hầm bí mật ở trên á, mèo nhìn thấy kiến đúng không? Nhưng mà trên mặt đất á nhìn thấy nó là đất. Chỉ có mình ở dưới nhìn lên là thấy lên thôi. Wow. Và đây là chính là tầng hầm bí mật của tôi để nghiên cứu về thế giới khủng long đó mèo. Có cái này mà giấu tôi ha. Trời ơi. Mèo với chị Panda đi tìm mấy cái bộ xương khủng long tào lao. Đây, đây chính là bản đồ hòn đảo khủng long có một cái núi lửa to khổng lồ giữa. Ờ cái này là cái núi lửa hả? Ừ, mày nhìn mày tưởng nó cái núi gì? Tôi tưởng cái này là cái chi nhánh nó chỉ đường mình đi. Tào lao á, cái này là cái núi lửa khổng lồ nè, còn đây là thế giới khủng long nằm bên dưới cái tầng hầm này á mèo. À. Thấy xịn không? Xịn không? Vậy là rất cần mình đi xuống nữa chứ không lên phải không? Tôi dẫn mọi người tới đây á không phải chỉ tìm khủng long để bán đâu mèo, không bao giờ được bán khủng long hết. Tìm gì nữa? Chúng ta sẽ xuống đây để nghiên cứu khủng long. Chúng ta phải nghiên cứu hết tất cả những loại khủng long và lấy mẫu vật của nó xếp vô cái ô này. Ờ, thấy không mèo? Hả? Ừ, chứ tôi đâu có cần tiền của mèo đâu, tôi chỉ muốn nghiên cứu khủng long thôi. Có chứ, thôi, tôi chị Panda cũng đâu cần tiền đâu, chị Panda. Đúng rồi. Em chỉ rất là yêu thương động vật. Mình đúng rồi, đúng rồi. Đây là đây mèo. Cái chữ này dinosaur có nghĩa là khủng long đó. Tôi biết mà, tôi biết. Đây là giường của tụi mình nè. Lên đây, xeo lại. Đó, ngủ nằm xeo lại. Đó, ủa sao ba người mà xếp có 2 giường à? Trời ơi, tôi đâu tính cho Panda xuống đây đâu, tôi biết bảo quậy mà. Anh ơi từ. Rồi, từ từ. Bây giờ đường nào để tới thế giới khủng long ta? Từ từ để lấy đồ nữa cái đã. Đầu tiên là chúng ta phải lấy gỗ, chúng ta phải lấy thạch trước. Và đây là đồ của tôi. Thấy có nhiều cần gom hết cái dạng này. Cốt lên này nó hết. Cái nào? Ở đây có cái gì nè, coi thử. Ôi, đây. Nè ra, nè ra, nè ra. Không lẽ đây chính là ôi mèo. Trong thức chế tạo đồ ăn cho khủng long. Trong thức chế tạo đồ ăn cho khủng long chúng ta có thể nuôi khủng long được. Còn khiên cưỡi nữa kìa. Yên cưỡi. Trong Minecraft chưa bao giờ chế tạo được yên cưỡi hết. Ở đây chế tạo được yên cưỡi luôn các bạn. Wow, ơi. Khôn quá. À, cái thịt khủng long chúng ta có thể nấu lên và ăn được á các bạn. Nên chúng ta không ăn thịt của con khủng long. Mèo mèo mèo. Chúng ta sinh tồn khủng long này ở thế giới này chỉ có khủng long thôi, không ăn khủng long mà tính ăn gì? Tính ăn thịt Panda hả? Không có được không? À em ăn chạy giùm ta. Ôi, có cái đuôi khủng long nó tọt vô kìa, thấy ghê quá. Là cửa đi ra nè. Ok, chúng ta có nhiều rồi gỗ. Ôi, vừa vô thấy khủng long luôn. Đâu? Ồ. Dễ thương quá. Wow. Đây là thế giới cổ đại mấy bạn ơi, nơi mà chưa có một cái sự hiện đại nào xuất hiện hết á. Đây còn bụi thế giới cổ đại nè mèo. Bụi hả? Cái này bụi núi lửa, tại chúng ta đang gần núi lửa. Đúng rồi. Thì cho bạn nào không biết á, nếu mà ở ngoài đời chúng ta ở gần núi lửa là kiểu nó có ba cái bụi này nè bạn. Lúc nào cũng vậy hết á. À, đây bông khủng long ăn cỏ mà bự bự cổ dài đúng không? Đúng rồi. Dễ thương ghê. Con này dễ thương đó. Ê, dậy làm thịt nó nè mèo. Mình đi ra làm cái con của nó kìa. Ủa, gì? Đằng này có trứng. Oh my god, cái trứng sắp nở, cái trứng sắp nở luôn kìa. Cái trứng nứt rồi kìa mèo. Ôi chị sẽ cứu mang nó, né ra. Mình đứng ở đây cho nó bu vô mình. Ờ nó tưởng là mình là mẹ. Ôi tôi thấy cái trứng này đang nứt từ từ ra, có ai thấy vậy không? Em mình có đập phụ nó không hay là tôi dặm lên vậy từ từ coi nứt không mèo. Ôi tôi dặm nó lỡ nó nở cái nó chết, con mẹ nó chết á. Ê tôi thấy sắp nứt rồi. Tôi đập nó kìa. Đó, đó, đó. Ê tính ra con lông da con lông mẹ nó đây luôn á. Ê mèo con này kiểu mày có nhảy xuống không phải con quỷ kìa. Ê mèo đi. Ê có con mèo cổ đại nè. Không ngờ cái loài mèo đã sống từ cái thời nào tới giờ rồi. Sống rồi khủng long tới giờ. Đập nó nè. Ê khủng long này. Ê mèo khủng long này khủng long đầu cái bằng gì ta. Đầu trọng dương. Khủng long trọng dương. Mẹ trọng dương. Trọng dương nè. Trời ơi. Trời ơi. Cái con này có tiền kêu là xài thiết đầu công đó. Đừng có chọc nó. Mày giỡn mày cái là thiết đầu công. Lấy được thịt khủng long rồi. Tại sao mày đánh cái gì vậy? Giờ á mẹ không đánh khủng long sao mẹ chế tạo được thịt khủng long. Ui có bạn chế tạo nè. Nó hướng dẫn nè mèo. Đảo vậy. Ồ vậy chúng ta phải đánh khủng long. Dùng những cái miếng thịt này để làm ra cái gì ta. Cái thức ăn khủng long mèo. Như cái nhà. Tụi nó đang chờ trứng tụi nó nở đằng này nè. Ủa cái con này nó đông dữ vậy? Ủa trứng này nó sắp nở nữa nè. Không biết khi nào nở ta mà. Ê tôi thấy con này nó hơi nhiều á. Chúng ta cần phải diệt bớt cái loài này. Tôi thấy cái loài này kiểu đây nó 1, 2, 3, 4, 5 4 con đây thì 4 con đây nữa 8 con. Nó sắp nở nữa. Con này ra nữa là 9 con rồi. Chúng ta phải tiêu diệt bớt các bạn ơi. Cái loài này nó mất cân bằng. Ủa nó nở kìa mèo. Nở hả? Nó nở tôi thấy nó màu đỏ. Ui sắp nở chưa? Đừng chờ tôi nó nở không? Ủa tôi thấy cái loài này nó sinh nở là nhiều quá. Tụi bay nên có cách kiềm chế lại đi tụi bay. Ơi, ăn rồi đẻ. Tôi thấy nó màu đỏ mèo. Rồi thiên hạ ai mà nuôi cho nổi. Ê mày lại mày áp coi con. Ê con chim. Con
nè 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 rồi ê tôi đập trứng con này chạy điên nè mèo đập nó bị quảng lộn nó mày nè mày mày cái gì mà tội nghiệp giờ mèo mèo phải sinh tồn mèo không phải ý tôi nói mấy con này nè nó sợ nó chạy nhìn tội nghiệp hiểu không à cái loài này nó đông quá mình phải diệt bớt cho mấy loài khác sống nữa ok nó mới kế hoạch quá cho lần này lại ê có ai thấy hình như tới tối được không ê à, đúng rồi chiều tối nãy giờ mấy bạn chúng ta quên mất một điều ở gì trong thế giới này rất là nguy hiểm nha tại sao nãy giờ chúng ta chưa thấy bóng dáng của loài bạo chúa vậy không khu vực này là khu vực cũng lắm ăn thịt mình mới đông bụng này được chứ không thôi ăn cỏ khu vực cũng ăn cỏ mấy con này ăn cỏ nó thiệt hiểu thế không thế mèo chạy vô đây tôi chế tạo đồ cái đã à có cái giường không cho chết à, dùng cái này với cái tô có ai có cái tô không bưng cho tôi cái tô ra đây coi cái tô thì chế không nổi ok tôi chế cái tô nè mèo ơi nào chế cái tô không nè tôi chế cái tô rồi nè tại sao mà có cái tô mà cũng không biết chế nữa mèo tô bỏ vô đây cái tô tại sao mình không làm đồ ăn cho người trước mình làm đồ ăn cho khủng long trước vậy à, mình chưa đói bốn miếng thịt nè để tôi nấu đồ ăn lên rồi chạy vô ngủ cái đã vừa mới có tập một thôi là chạy vô ngủ rồi chưa kịp làm cái gì hết các bạn ơi chị sao lên năm chị làm ôi trời sáng rồi mọi người dậy mau dậy rồi tôi dậy. Có cái nào để in cái hình con khủng long đó lên đây không đai dino chili dino shit lập 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 ơi mèo cái này tên của mấy khủng long ở trong thế giới này có con mega london đó các bạn cái con cá mập khổng lồ á ừ chúng ta đi nuôi cá mập khổng lồ đi mèo tôi có thức ăn cho khủng long đây ông đang lấy thức ăn cho cỏ hay cho thịt ở đây còn cỏ không trời ơi cái con này đúng là sau một đêm nó đẻ ra thêm một bầy nữa nè trời ơi wow cái này mình nói thiệt nha mình không ác đâu nhưng mà con này mình thấy thật kia là kế hoạch quá tụi nó lại con này nó đông thôi bạn ơi nó vừa đông mà vừa đẻ trứng thêm nữa nè con này đi đâu cũng đẻ trơn à bây bớt đẻ là đi bây đẻ nhiều quá ai chịu cho nổi nè giờ á cho mày có một con á chuẩn bị có thêm cái trứng nở nữa rồi tụi mày ba con là vừa rồi thì chứ mình ngủ đêm sáng ngày nó cũng đông vậy đó lấy thịt vô nhà lấy thịt có đồ ăn đây đâu đâu cho tôi xin đồ ăn á chị Panda có đồ ăn không chị cho em có không có để chị đi chị giữ trữ theo đi chứ chị là không giờ sao đói đúng rồi biết ngay mà lúc nào chị Panda không giữ trữ đồ ăn chị Panda ừ vậy ơi bây giờ đi hướng nào ta ê hướng hả mèo ở đây mình có được chặt cây làm đồ không được đấy để tôi nuôi một con khủng long cái đã tôi sẽ tìm con khủng long con này kêu là Triceratops mấy bạn con khủng long ba sừng xí 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 tôi hỏi này nó hút ơi con này là ăn cỏ đây. Cái gì nó kêu mình chế tạo cái yên cởi mình được cởi khủng long đúng không ừ vậy trong này phải có bò mình mới có da được chứ mèo á mèo cái này trong đây là mình quánh khủng long lấy da mày nghĩ sao là kỷ nguyên khủng long mà kêu mày đi kiếm bò mèo luôn mà kìa thì giờ mình chế đi ok để tôi quanh lại cái đã nãy giờ toàn ngồi tào lao không à giờ mình vô mình chế sắt nè với lại tôi lấy thêm mấy miếng thịt khủng long nữa không biết ăn khủng long có ngon thịt thường không ta nè đây khủng long cái thịt khủng long của tôi đâu rồi ai lấy mất tiêu vậy mày lấy hả tôi nghe chị Bích Na nói là đi với bà không có thiếu đồ ăn cho nên tôi vô tôi lấy tôi ăn rồi xong chế tạo sắt cái ở đây tôi có 6 miếng da rồi ê 6 miếng da này tôi làm được một cái yên cởi he he tôi là người đầu tiên giờ mình cởi con ăn cỏ trước đi vậy thôi ok đi lượm cỏ về đừng làm đồ ăn cho mấy con đó kìa à bây giờ tôi cần một người ra ngoài giết thêm khủng long để lấy thịt mèo ơi ok để tôi cho nè tôi đưa cho mèo cái rìu nè trọng trách của mèo nè mèo tôi có cái kiếm mà trời ơi để đây chị lấy cho chị làm gì đây 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 còn ở nhà thì tôi chờ tôi nấu sắt ra mình sẽ chế tạo cái yên cởi đâu yên cởi là dùng nem da để vô à hình như cái này là khủng long ăn cỏ khủng long thịt nó kiểu nó xài riêng một cái loại thức ăn các bạn ơi cái này con cỏ này là phải dùng lá cây các bạn dùng cỏ và lá cây bỏ cái tô à vậy lấy kéo làm sắt ủa lấy sắt làm kéo lấy kéo làm sắt chị Bánh Đa ơi chị biết ngáo rồi chị Bánh Đa cắt cỏ nè xong em ra lấy kéo làm kéo lấy kéo làm cỏ cà giờ lấy kéo làm cỏ rồi xong ui nè nó hiện cái bản chế tạo luôn các bạn thấy không wow, wow. Cái tô đựng vô cỏ xong cái này cắt thêm một mớ lá nữa về làm đồ ăn cho khủng long coi chị Bánh Đa với mèo đâu rồi gì vậy tôi đang cắt lá mà trên này thấy tôi không đâu mèo đâu sau lưng đây rồi sao mèo tôi cho coi con gấu trúc nó đang nhìn vợ chồng của khủng long ăn thịt nó ấp trứng giữa một bầy khủng long ăn cỏ ghê chưa đâu mèo ơi đây lẹ mẹ ok đang chạy lên đó, đâu mẹ nó đúng bây giờ hai vợ chồng khủng long ăn thịt đang đứng ấp trứng nè trời ơi lại là con gấu trúc đúng là gấu trúc này với gấu trúc kia con này cũng đần độn như nhau vậy chị khôn lắm nha đừng nói bậy đâu vậy tôi không thấy bả mà nghe giọng bả văng vẳng đâu đây mèo ơi đi mèo hai con khủng long thịt ui nguy hiểm quá nó tính tấn công tôi kìa ê con trứng của nó kìa nó đang ấp tôi không nuôi khủng long ăn thịt đâu con này nhìn nguy hiểm quá ê mình đuổi nó đi hết các bạn ơi mình đuổi nó đi rồi mình bắt con của nó lúc đó con của nó hiện ra nó tưởng là mình là mẹ nó sẽ nghe lời mình mèo điên hả chứ không phải điều hiện ra nó tôi đói bụng quá tôi sẽ ăn thịt mèo nó nói vậy đó mèo ơi vậy thôi sẽ lấy cho nó một con gà tôi có đầy đủ rồi nè mèo ơi cái lóc nữa nè ông kêu tôi kiếm da cho ông nè tôi kiếm được miếng da nè lấy không lấy bây giờ chờ tôi xíu đâu đừng quăng da đây cho tôi chị Bánh Đa bánh đang đứng á ôi con khủng long ăn cỏ bà Bánh Đa bà nuôi con khủng long ăn cỏ hả thế sao nè khủng long mày nhìn ngầu chưa trời ơi
chị nuôi con khủng long gì vậy chị Panda? Ôi okay, chị nhìn tướng tá tao vạm vỡ, đừng nhắc tị nha. Trời ơi, thôi đi vô đây mẹ ơi, tôi với mẹ nuôi khủng long khác nè. Trời ơi, tôi thấy bả nuôi con nó cũng thường thôi, để bây giờ tôi vô tôi chế tạo khủng long cỏ xịn hơn nè. Chế cho tôi cái đầu, tôi sẽ bắt con khủng long thịt đúng hết. Cái gì, mẹ muốn bắt khủng long thịt hả mẹ? Ừ. Mẹ nghe mẹ nguy hiểm quá vậy, đừng có bắt khủng long thịt. Sao khủng long cỏ thôi. Khủng long cỏ mới là người tốt mẹ ơi. Có sắc đâu rồi, tôi có da quá trời da luôn. Ê, tôi chế cái yên nha. Ok mẹ chế cái yên đi mẹ ơi. Ok. Rồi đúng công thức rồi nè. Đó, tôi có ba cái đồ ăn cho khủng long cỏ. À, làm được thêm ba cái nữa các bạn ơi. Tôi làm cho tôi với ông mỗi người cái yên hết thôi ha. Rồi tôi có 6 đồ ăn ăn cỏ nè mẹ. Rồi ok, mẹ làm cho tôi mỗi người cái yên đi. Cái yên này của ông nè. Rồi, cảm ơn mèo. Đó, quá đã luôn các bạn. Vậy là chúng ta đã có đồ ăn và có yên rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm con khủng long cỏ rồi để mình nuôi. Ú, con này ngầu quá vậy. Ơi. Nè nè. Bà nè. Bà lúc nào con nuôi mấy con nhìn lầy lầy như con đuôi dừa. Ừ, bà nuôi cái con khủng long đó. Ok, con đuôi dừa. Cái này cái con dừa trời, nó đẻ nó nhìn tiếu à. Làm cho nhìn cưng ghê chưa. Nó sẽ bảo vệ được chị thì nó mạnh không? Đó, nó bắt cuồn cuộn không? Nhìn nó trẻ trâu quá chị Bà Na. Thôi đừng nói trẻ trâu, con cũng thấy thương vậy nè, đã không? Được rồi, chị nuôi con đó đúng không? Em sẽ tìm con nào đẹp hơn. Hả? Không có con nào đẹp bằng con này đâu, khỏi lo. Để mình tìm coi mấy bạn. Bây giờ mình nuôi con nào? Mới đầu quá mấy bạn. Vừa vô game thì mình suy nghĩ là mình sẽ nuôi con này. Thôi con này xong lắm. Thấy con này cũng bình thường bạn ơi. Nè chị thầy cho con này nè hết ơi. Nào chị Minh Đa. Nè nè nè. Ui khập cái gân này đỏ đen. Nó nhơ mắm nhát rồi sao nó cởi nữa em. Nó còn đỏ nè. Nó không chịu đỡ mũi được chị Minh Đa. Em biết nó chơi gì mà. À em sẽ nuôi bé cổ dài, bạn thấy sao? Mình sẽ nuôi bé cũng là cổ dài các bạn ơi. Tội nghiệp con này quá à. Trời ơi, mình mà cởi vô cái cổ của nó chắc là sẽ lắm. Ê ăn đi con, ăn đi ăn đi. Rồi hiện tiên luôn. Mèo nhìn nè. Ôi trời ơi. Trời. Trời ơi, nó chạy nè. Ôi con này khó cởi lắm, xuống đây. Ừ vậy, con này to lắm heo. Con này to khó cởi lắm, cởi con này nó hút theo này, cởi con này được nè. Tôi lỡ tôi cho con này ăn rồi. Vậy em lấy cái ông còn cái con cỏ không? À tôi còn hai cỏ, cởi con nào mèo? Tôi còn cái yên nè, ông cởi con này nè, thấy đẹp hơn. Con nào? Đây, chỉ cho con này. Con này hả? Ừ. Sao mèo có cái yên kìa? Biết sao không? Sao? Con này nó có tới hai cái sừng là ông đặt tên cho nó đi. Rồi. Hai con đó nó hợp với ông hả? Cũng lớp tiếng, tiếng lên. Cũng lớp tiếng lên. Ok, con này là khủng long tiến lên mấy bạn ơi. Đặt tên là tiến lên đi, chơi. Ôi, xịn quá. Tự con chị Panda nhiều. Đi chơi Noel mà có phụ kiện nha. Tự nhưng mà tuy là nó không có vỏ đâu nha, chứ khủng long chị mạnh lắm á. Trời ơi, khủng long chị á, xịn con này á, cũng thường thôi. Nhưng mà em thích con này hơn chị Panda, con bự bự này nè. Thôi. Đó. Còn mèo, mèo thích cỡ con nào mèo? Tôi thì tôi về với cái bản năng tự nhiên của tôi sẽ đi bắt con khủng long thịt. Từ mèo mà đúng là mèo luôn, mèo toàn là ăn thịt thôi. Tôi thích cỡ khủng long cỏ hơn mèo. Đừng cởi con cổ dài nữa, để cởi con voi xuống. Cởi con đúc đó mèo. Tôi muốn bắt con đúc này ghê á. Cởi con đúc đi mèo. Từ từ tôi đem lên chế. Không được, không được. Tôi làm cái yên tôi bắt nó cái đã. Rồi gấu chỉ để ngắm thôi, không được cởi. Ừ ơi, đúng rồi, để ngắm. Ngắm. No 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 no. Tôi không lấy cái yên giọng lên người đó được. Trời ơi mèo, nghe sao mèo cởi con đúc. Mèo, cởi con bự luôn mèo. Cởi con con. Con thịt nè. Có thịt đâu, đưa tôi có miếng thịt nè. Rồi hai miếng lại cho nó ăn hai cái là nó thuộc về mèo ha. Ok, tôi chế cái đã. Rồi chế đi mèo. À để tôi xem con cách chế đồ. Chế cái gì cái yên hả? Đồ ăn thịt dễ chế lắm. Đâu mèo nhớ cách chế không? Thì bỏ cái chén vô ba cục thịt ở trên là được liền à. Rồi để tôi chạy về tôi coi phải đúng không nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn thích video thì đừng quên nhấn like cho mình nha mấy bạn. Đâu rồi. Ờ đúng rồi, bỏ một cái tô rồi ba miếng thịt nó sẽ ra cái hũ khủng long ăn thịt mèo ơi. Ơi hồi nãy tôi nhắn cho con khủng long tôi được quyển sách gì nè. Ủa mấy cuốn sách này là gì ta? Thôi kệ, để xem thử coi, hình như là con đây nè. Ôi, thì ra là cái con này hồi nãy chị Panda thu phục nè. À, mình mà tìm được con khủng long nào là con đó sẽ hiện lên trong đây các bạn ơi. Wow, trong đây có quá trời khủng long luôn. Xịn thiệt. Để ra con mèo coi mèo thu phục được con nào rồi. Mèo, khủng long của mèo đâu? Trời ơi, cũng ráng đi kiếm được cái con này nữa. Con này bự hơn con kia luôn. Điên rồ thật luôn á. Con này nhìn như khủng long bảo chúa mèo. Làm như mỗi lần á ai thu phục được khủng long á chúng mình sẽ có mỗi đứa một cuốn sách nè mọi người. Mấy cuốn sách này dạng như để học về khủng long á mèo. Sách này mình đem mình giọng vô mấy trong đó nó sẽ hiện ra được là con nào mình đã thu phục được. Không, trong đó tôi nhìn vô rồi. Quả khủng long này chạy nhanh như vậy. Nhanh lắm á. Ôi xịn thiệt. Sao chân nhỏ mà chạy dữ vậy? Ủa, nhảy nữa nè mèo. Chạy cao rồi đúng không? Ừ. Chạy lên cho tôi. Ủa đã quá chị Panda, xịn hơn con của chị Panda nhiều. Chạy đúng luôn một con đó. Ê mèo, bây giờ ba đứa mình có khủng long rồi, không biết khủng long mình có biết đánh không ta? Ê đúng rồi, cho nó. Ê có khủng long cưng nó cắn khủng long chị mèo ơi. Đó, mới đá con khủng long chị nè. Tâm lên coi, tâm lên coi. Đó. Nó cắn khủng long của tôi nè. Ờ nó biết cắn ta. Con dữ quá mèo ơi. Ủa nó dữ lên lên cưng luôn. Rồi, đi nè, đi nè. Sao hai con khủng long ăn cỏ nó không biết đánh lại? Đánh đánh cái gì, hai con khủng long ăn cỏ này nó yếu mà. Vậy hả? Nó biết là trên cái núi lửa có cái gì không mèo? Cái thằng tím này nó có hai cái cặp sừng vậy, nó biết ủi ngu ghê luôn á. Trời ơi, sừng này là sừng để trang trí. Chị Panda chị đặt tên cho con. Ủa chị Panda. Con của chị tên là một đồi tùm lum. Ừ ừ. Ai hết, tôi sẽ đặt cái con của tôi tên là bé Tuấn. Đi nào bé Tuấn. Ừ, tại vì vậy tôi đặt con tôi là bé Tiến. Nè. Đây, bé Tuấn.
tôi kim đất tiên. Dạ, một rồi tầm lum. Đây là cái gai trên người đó, nó một rồi tầm lum. Ôi, con khủng long của tôi chạy ra đây. Ơ, cái gì vậy? Khủng long của tôi. Khủng hồn, nhìn chị tưởng con gì. Nè nè, ê, hiểu qua đây mọi người. Mọi người, đi đâu vậy? Ủa, tôi vừa mới suy nghĩ được cái tên lại cho mấy con khủng long. Về mèo. Biết sao? Sao? Nhìn khủng long tôi có hai sừng trên đầu không? Ừ. Tôi đặt tên cho nó là Ốc Sên. Ừ, thầy. Rồi, Ốc Sên, Ốc Sên nè, Ốc Sên, Ốc Sên nè, Ốc Sên. Rồi xong luôn hả, nóc xù. Nè mèo cởi bé Tiến đi, mèo bé Tiến cởi bé Tiến đi. Nè okay. Bé Tiến nè. Bây giờ thành ốc sầu tỏi. Chị bà ta lẽ thì chứ. Rồi luôn rồi. Ở trong mình nha. Rồi bà đi ốc sầu tỏi luôn rồi. Bà giờ bà hành ốc sầu tỏi. Có gian lên. Giờ tôi lên thì con khủng long cổ dài của tôi rồi nè. Wow, khủng long cổ dài này đống máu luôn mèo ơi. Tèo 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 tèo. Báo chí vậy một tin tức mới. Bé một rồi tùm lum chị Panda nó bị lọt xuống lava nè. Chị heo ốc sao tỏi nè. Chị buồn chứ chị. Chị Panda em còn cổ dài chị Panda. Đi qua đây, đi qua đây. Nhìn đâu lên trên cái núi lửa này. À, tôi nhớ rồi mèo ơi. Trong video trailer á mèo. Trong cái núi lửa này có một con khủng long bạo chúa. Người phát sáng. Xung quanh đó là bao gồm quỷ lửa bảo vệ đó mèo. Biết gì không? Cái gì? Tôi mới nhớ lại. Sao? Hồi đó tôi coi Kỷ Văn Hà đó, mấy con khủng long thường đi kiếm núi lửa để sinh con á. À, vậy hả? Nhớ không? Vậy là nhiều khi khủng long bảo chúa trên đó các bạn ơi. Hay là bây giờ tôi sẽ gửi bé cổ dài của tôi bay qua bên đó. Trời ơi. Cái này khủng long cổ dài này các bạn biết tên là gì đi? Không? Đặt tên là Bạch Tuộc đi. Không, biết sao không, mèo? Sao? Này là hẹn bạn đi chơi mà kêu chờ 15 phút nữa nè. Con này chờ hơi bị dài á. Con nó dài. Đặt nó tên là giờ dây thun. Đó. Vậy tôi sẽ đặt tên cho nó là giờ dây thun các bạn ơi. Giờ dây thun hả? Dịch ra là dây vàng. Biết sao? Gì nè. Thôi biết sao? Sao? Tôi định đặt tên là Bạch Tuộc. Đừng có dĩa té xuống chứ làm Bạch Tuộc sốc cay. Từ từ thì ớn quá. Ê, cái chỗ này nhảy qua được nè mèo. Chỉ cần nhảy qua là trèo lên được ngọn núi đó. Hôm đó nhảy tới hôm đó. Ừ, nè con cũng nhảy tới đây. Đây, ở bên này gần hơn nè, bên này gần hơn. Rồi nhảy đi. Qua qua chu chi. Ôi, con này bơi được dưới nước mèo ơi. Bơi được là tha máu nhiều lắm. Chết cậu. Bơi lên đi. Bé cũng dài. Ôi, bé cũng dài vượt qua được nè mèo. Wow. Nhưng mà bị cháy thôi, ui cháy hơi đậm luôn á. Ui, giờ đào qua bé cô dài ơi, tao xin lỗi mày bé cô dài ơi. Có nó ăn cái năng vô. Nhưng mà vậy tôi không có đồ ăn đem theo. Tôi không có đồ ăn không luôn rồi, bé cô dài của tôi nó bị đuối rồi các bạn ơi. Ôi, nhưng mà tôi vẫn bơi lên, tôi vẫn tẹt lên để trên đây được. Ờ, còn quá trời máu mà lo. Ờ, con này thuộc dạng máu trâu các bạn. Yeah. Cái gì mèo? Phải vượt qua thì một hố lava nữa đó. Đâu, tôi còn vượt hố lava nữa đâu. Còn có một... bé gì ràng ở đây nè. Phải không? Nè, đâu rồi, đâu có hố lava nào đâu. Hết rồi hả? Có. Trời ơi trời, đây còn nguyên cái hố lava chà bá luôn. Nó còn phải đi rất là xa mới lên được. Ôi, tôi lỡ trèo qua đây. Trèo dài được mèo. Mình đây. Cái cúp. Trèo lên nữa. Rồi mấy bạn ơi, chắc tập này mình sẽ kết thúc ở đây mấy bạn. Nếu bạn muốn xem tập sau mình sẽ chạy ra núi lửa hoặc là chạy ra biển để xem có động vật nào dưới biển hay trên núi lửa nữa không thì các bạn để lại comment ở phía dưới nha. Rồi. Ok, xong. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Bye bye. Cái gì vậy? Cái gì mà ai muốn bơi với là ba vậy? À cái con gì? Tiến gì đó. Bạn ơi, bé Tiến của tôi. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.